everyone. My name is Hoàng Dương. I'm from Kinder 2 of Amon Kinder K. To continue our show today, baby one will be from the animation of Chubby and Bear and Teddy Bear. Please wrap your hands. Xin chào quý vị khán giả. Con tên là Bùi Phương Linh. Để con từ giờ lớp Kinder 2 trường Amon Kinder K. Để tiếp tục cho chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức hoa cảnh ba cô đơn và hai chú thỏ và vận động TTB do lớp B một trình diễn một tràng pháo tay thật lớn để gửi cho lớp B một nào. Một tràng pháo tay thật lớn của bố mẹ dành cho các con ạ. Một buổi sáng thật đẹp, bác gấu đen đang dạo chơi thì bác gặp các bạn ong bướm và cọ hoa. Chúng cháu chào bác ạ. Ừ, bác chào các cháu. Bác gấu ơi, bác đi đâu đấy ạ? À, bác đi vào rừng để dạo chơi. Vâng ạ. Vậy bác đi đi. Chúng cháu chào bác ạ. Ừ, tạm biệt các cháu. Bác gấu đen đi chơi rừng, gặp mưa giông bị ướt cả. Bác gõ cửa nhà thỏ nâu, họ cau nhau. Không, không cho chú. Bác buồn quá, lại ra đi. Mưa dầm dề, càng ướt sũng. Nhà thỏ trắng, bác dừng chân, thỏ ân cần. Cháu mời bác sưởi. Đêm mưa càng dữ dội, thỏ nâu bị đổ nhà, chạy đến miệng kêu ra. Bác ơi, bác cứu cháu với. Bác nhẹ nhàng thăm hỏi. Thỏ nâu cứ yên lòng, mai bác làm nhà mới, chỉ một loáng là xong.